Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Chào đón quý vị đến với không gian quen thuộc của chương trình Bước ngoặt cuộc đời được phát sóng hàng tuần trên kênh An Viên. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với một vị khách mời, hứa hẹn sẽ chia sẻ tới quý vị rất nhiều điều thú vị. Cô là một nhà văn, một dịch giả nổi tiếng. Cô được giới chuyên môn và công chúng yêu mến và coi là hiện tượng của văn học Việt Nam đương đại và đặc biệt ở thể loại tiểu thuyết trinh thám. Và ngày hôm nay đến với Bước ngoặt cuộc đời, cô sẽ chia sẻ với quý vị nhiều hơn về những trải nghiệm trong cuộc sống của mình để xem là tinh thần Phật Pháp đã đồng hành và có tác động thế nào với cuộc sống của cô. Xin giới thiệu tới quý vị nhà văn dịch giả Zili. Zili xin kính chào quý vị khán giả. Chào bạn Thí Linh. Rất là cảm ơn chị Zili đã dành thời gian đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời. Khi mà được trò chuyện với một nhà văn ạ, thì có lẽ là với nhiều người và chắc chắn là có cả Thùy Linh nữa, tôi sẽ tưởng tượng đấy là một cô gái có lẽ là đeo một cặp kính dày với cái hình ảnh gì đó nó gần gũi, giản dị, phong trần một chút với những chuyến đi. Nhưng ngày hôm nay khi mà nhìn thấy nhà văn Zili bước ra từ xa, khi đó chưa nhìn kỹ chị thì tôi tưởng là có một người mẫu nào đó, một diễn viên điện ảnh nào đó bước vào trường quay của chúng ta. Một nhà văn rất là xinh đẹp và quyến rũ. Rất là cảm ơn những lời khen của Thùy Linh. Những lời khen mà sẽ khiến cho người nhận nó có thể là sẽ vui rất là lâu ạ. Chị có phải là người hay muốn thử thách mình hay là làm mới mình với những cái trải nghiệm mới không ạ? Kể cả tính điển hình của Zili và... mình nghĩ rằng là một nhà văn thì cũng nên như vậy, là luôn thích những và luôn thích khám phá những cái gì mới lạ. Bởi vì là nếu như mà trong nghề sáng tạo ấy, mà mình không tìm ra cái mới, mà mình chỉ đi theo một cái lối mòn cũ, thì cái việc sáng tạo nó sẽ cùi mòn và nó sẽ không có những tác phẩm mới. Cho nên là Zili lúc nào cũng thích khám phá những cái mới. Có thể là nếu không phải là một miền đất mới thì là phải là tri thức mới, những con người mới và... có thể là những nghề nghiệp mới và bất kỳ một cái gì đó mới và nó hữu ích cho bản thân. Vâng, vậy một nhà văn, tôi được biết rằng là cần phải có nhiều trải nghiệm và với những chuyến đi thực tế. Vậy thời điểm Covid vừa rồi, 2 năm diễn ra, vậy nhà văn Zili đã tìm cách nào để nuôi dưỡng cái sự sáng tạo mà không cần phải đi như trước? Thực ra thì thời điểm giãn cách nó là một cái điều mà khiến cho tâm lý của chúng ta rất là nặng nề, bởi vì là nó là cái nó liên quan đến sức khỏe, sự sống, cái chết của nhân loại, của những người thân trong gia đình, rồi là những cái áp lực về kinh tế. Tuy nhiên thì ngoài những cái điều đấy ra thì khác với những người khác là luôn cảm thấy bị bí bách khi mà không được đi đâu cả, thì bản thân mình thì cảm thấy rất là thoải mái bởi vì mình vẫn đi. Đấy là đi trong tâm trí. Bởi vì nghiên cứu là một cái công việc hàng ngày, và khi nghiên cứu như vậy là chính là mình đang đi. Mình lại vui vì có dành được rất là nhiều thời gian để mình nghiên cứu rất là nhiều tài liệu để viết. Và như vậy là mình cũng đang di chuyển trên một cái miền tri thức mới. Còn nếu như mà bình thường ấy thì có lẽ là nó lại hạn chế hơn trong cái việc nghiên cứu. Bởi vì là nếu như mà không có dịch bệnh thì mình sẽ đi liên tục và hoạt động liên tục ở ngoài, thì lại ít thời gian hơn cho những cái công việc tĩnh tại mà rất là cần đối với một nhà văn. Và Zili cũng là một người hướng nội, cho nên là cái việc mà liên tục ở nhà trong nhiều tháng trời không ra khỏi cửa thì cũng rất là dễ chịu, không có vấn đề gì cả. Vâng, bên cạnh thú vui dành cho văn chương viết lách này, đó là công việc chính của chị Zili rồi, thì bình thường chị có những cái sở thích, những đam mê nào khác không chị? Mình luôn cảm thấy thiếu thời gian giải trí, bởi vì ở nhà thì mình hàng ngày thì mình nấu ăn. Tất nhiên là nếu mà không bình thường, nếu mà không có Covid thì mình vẫn nấu ăn, nhưng mà đây là nấu ăn là sẽ nâng tầm lên thành một thú vui.
là mình sẽ nấu những cái món rất là cầu kỳ, bổ dưỡng và trang trí cho nó. Rồi là mình nghe nhạc, xem phim, đọc sách, nghiên cứu, tập yoga, rồi luyện thanh. Mình tham gia một số câu lạc bộ ca hát, rồi là luyện khiêu vũ, rồi là rất là nhiều những cái hoạt động mà mình bình thường sẽ không có thời gian để làm, thêu thùa đan lát, những công việc rất là cần nhiều thời gian và tỉ mẩn. Vậy thì không biết là nhìn lại cả một hành trình mà mình đã đi qua, có mất nhiều thời gian để chị nhận ra cái đam mê, những cái sở thích mà phù hợp với bản thân mình và chọn nó sẽ là con đường mà mình đi dài hơi của bây giờ hay không ạ? Thực ra thì mình là người có rất là nhiều đam mê, không không chỉ là nhiều sở thích đâu mà là gọi là nhiều nhiều đam mê, bởi vì là cái sở thích gì cũng 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 nâng lên thành một cái rất là yêu thích cuồng nhiệt ạ. Cho nên là theo thời gian thì những cái đấy nó lại chỉ có cộng thêm vào, nó tăng thêm, chứ cũng cũng không có bỏ đi cái gì cả và không có cái gì là chính, cái gì là phụ. Khổng Tử nói rằng là nếu như mà bạn mà được làm một cái công việc mà bạn yêu thích thì cả cuộc đời bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào cả. Và đúng là Lily không coi đấy là làm việc, mà khi viết lách và nghiên cứu thì thực sự là nó là một cái cuộc du ngoạn. Mình cũng không, nhiều khi là có thể là ở nhà không được nói chuyện với ai, không được giao tiếp với ai, mà thậm chí mình còn ngắt hết cả mạng xã hội rồi không kết nối internet, bởi vì là để dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Và nếu như mà mình cần lắng nghe một ai đó nói thì mình đọc sách. Đấy chính là mình đang lắng nghe những cái người bạn lớn, những người đi trước, những người rất là thông tuệ. Họ đã viết ra những cuốn sách đó thì giống như một người đã trò chuyện với mình. Còn nếu như mình muốn nói chuyện thì mình sẽ viết ra những câu chuyện. Như vậy là mình được nói rồi. Tất cả những cái gì mình nghĩ thì cũng không 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 cần phải có một người trước mặt, mà mình sẽ viết ra những cái cuốn sách. Như vậy mình đang nói chuyện với cả hàng vạn độc giả rồi. Như vậy là đọc sách và viết sách chính là một cái cách là mình đang giao tiếp và đang trò chuyện. Mình đã một lúc mình có thể nghe được rất là nhiều người và mình nói chuyện với rất nhiều người. Có lẽ là trải qua rất nhiều những hành trình đến với các vùng đất khác nhau, gặp gỡ nhiều người và trải nghiệm trên cả hành trình tâm thức của chính bản thân mình. Và đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid vừa rồi, cuối năm 2020, nhà văn Zili cũng đã ra mắt cuốn sách mà ở đó để cho chúng tôi hiểu nhiều hơn về những thánh đường của Phật giáo và hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người dân trong dịch bệnh Covid-19 nữa. Cuốn sách mang tên là Cô đơn trên Everest. Thực ra là Cô đơn trên Everest là cái cuốn sách mà miêu tả về ba chuyến đi đến ba thánh địa Phật giáo lớn nhất thế giới. Đấy là một là Ấn Độ, tôi đến có nghĩa là nơi mà năm cái thành phố quan trọng nhất liên quan đến Đức Phật. Và tôi lên Tây Tạng, lên cao nguyên Tây Tạng. Và thứ ba nữa là đến Nepal. Thì đấy là những cái nơi mà tất cả những cái người hành hương, những người mộ đạo, những người hành hương đều đổ về đó. Và những cái chuyến đi như vậy thì thực sự là đấy là những chuyến đi vất vả nhất và đáng nhớ nhất. Và tất nhiên là Cô đơn trên Everest thì theo báo cáo của đơn vị phát hành thì nó là bán chạy nhất trong tất cả những cái cuốn sách du ký từ trước đến giờ, chứng tỏ là nhiều người cũng, đấy là những cái điểm đến mà rất là nhiều người yêu thích. Điều gì đã thôi thúc chị để đưa những bước chân đến với những thánh đường của Phật giáo? Có hai lý do. Thứ nhất là Phật giáo là một cái lĩnh vực mà Zili rất là quan tâm, cũng từ lâu rồi, không 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 rõ là từ ngày nào tháng nào, nhưng mà nó cứ từ từ nó ngấm cái sự quan tâm và cái thời gian mà để mình nghiên cứu nó càng ngày nó càng nhiều hơn và dày hơn. Thứ hai nữa là đấy là những cái vùng đất mà dày dạn văn hóa, nó không chỉ có nhiều tính tôn giáo mà nó rất là huyền bí linh thiêng, nó dày dặn về văn hóa và nó thúc đẩy cái óc khám phá trong con người mình là phải đi đến đó một lần trong đời. Nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà những chuyến đi đó đã được thực hiện ngay trước thời điểm của dịch bệnh Covid-19 chị nhỉ? Đúng rồi, năm 19 thì mùa hè năm 19 mình đi thì đến 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 cuối năm 19 đấy thì dịch bệnh xuất hiện. Chị đã phải có một khoảng thời gian chiêm nghiệm hay là có những cái đấu tranh nội tâm nào nhất định để mà mình truyền tải nó vào những cái câu chữ vào, bởi vì tôi được biết rằng là những cái triết lý Phật pháp nó cũng sẽ có những đặc thù riêng khác
Bởi đó không chỉ là những điều mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, mà thực sự nó phải sống ở trong con người mình, ngẫm ở trong con người mình thì mình mới có thể viết ra được. Thực ra nó là một cái sự nó rất là tự nhiên thôi. Cái cuốn sách đó được viết rất là nhanh, bởi vì là nó dường như là nó định sẵn trong đầu rồi. Nó giống như một cái cuốn phim quay chậm cả một cái hành trình trong 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 óc của mình. Tất cả những cái điều mình viết trong đó, nó là cảm xúc, nó là những cái vấn, những cái tư tưởng, nó đến một cách rất là tự nhiên, nó có sẵn và như vậy là nó sẽ xuất hiện. Tất nhiên là nó sau những cái trải nghiệm sống, sau những hành trình, sau những quá trình tiếp xúc, gặp gỡ và sau quá trình đọc và tìm kiếm tri thức. Thông điệp lớn nhất mà chị muốn truyền tải qua tác phẩm đó là gì? Silly thấy như là Gustave Flaubert nói rằng là càng đi nhiều thì bạn càng trở nên khiêm tốn, bởi vì càng đi nhiều bạn mới cảm thấy mình nhỏ bé biết chừng nào. Cái cuốn Cô đơn trên Everest thì mình lấy cái tiêu đề như vậy, lấy là khi mình đứng đối diện với ngọn Everest, nóc nhà của thế giới, lúc đó là chỉ có tuyết và đá núi thôi, và gió và mây trời. Và mình mới thấy rằng là tại sao các đạo sĩ chọn dãy Himalaya làm nơi trú ẩn để hành đạo, để tu, tu luyện. Bởi vì là khi mà bạn ở trên đó thì tự khắc là bạn sẽ tự giác ngộ được. Bởi vì Everest chính là người thầy vĩ đại nhất với những cái bài giảng không lời. Khi mà bạn đối diện với ngọn núi mà già nhất trái đất, bạn mới thấy rằng là gì? Tất cả mọi thứ nó trở nên nhỏ bé biết chừng nào. Chẳng có gì để nó cỗi già và vĩ đại như đá núi cả. Và khi mà ở trên cao nhìn xuống thấp thì mọi cái nó rất là nhỏ bé. Và dường như là khi đứng ở trên cao thì mới có thể có cơ hội để nhìn bao quát được mọi thứ ở nhiều góc độ, đúng không ạ? Không chỉ riêng mình tôi có cảm giác đó mà những người bạn đồng hành đi cùng thì họ cũng có một cái cảm giác tương tự như vậy. Nhưng mà chúng tôi đều thay đổi nhiều về cái nhìn, về con người, về cuộc sống và những cái và cái cách ứng xử nó cũng sẽ khác trước. Và nói chung là mình sẽ trở nên là khiêm tốn hơn rất là nhiều. Có thể ví dụ cho một sự thay đổi từ sau chuyến đi ý nghĩa đó không ạ? Cái tôi của mình thấy là mình nó nhỏ bớt đi. Nó nhỏ bớt đi. Và mình thấy là những cái mà trước kia mình cho nó rất là to thì bắt đầu là nó trở nên nó bé dần đi. Và trong con người mình nó có một cái gì đấy nó rất là thay đổi. Và mình dễ bao dung hơn. Và mình dễ tha thứ hơn. Và mình trở nên là khiêm nhường hơn. Năm 2021, cuốn sách Cô đơn trên Everest được chính thức xuất bản sau gần một năm được nhà văn Jelly hoàn thành. Cuốn sách là những câu chuyện trải dài trên ba lục địa, những trải nghiệm độc nhất vô nhị của chính tác giả trong chuyến hành hương đến các thánh địa Phật giáo lâu đời nhất thế giới ở Ấn Độ, Tây Tạng và Nepal. Nhà văn Jelly đã tham gia những chuyến đi đến những vùng xa xôi, thậm chí nguy hiểm như sa mạc Sahara hay dãy Himalaya hùng vĩ. Tác phẩm mới của Jelly cuốn hút bởi rất nhiều chi tiết ngập tràn thông tin mới lạ và còn bởi lối kể chuyện hấp dẫn, tỉ mỉ và thủ thỉ như một người bạn của nữ nhà văn. Không hổ danh khi được chọn làm tên toàn tập du ký, Cô đơn trên Everest là những trang viết có thể coi là xuất sắc nhất của Jelly khi bắt tay vào dòng du ký. Và được biết rằng là trong thời gian dịch bệnh Covid-19, chị cũng dành nhiều tình cảm của mình để cầu nguyện tới cho những người thân, những người bạn bè. Chị có thể chia sẻ một chút về điều này. Trong dịch bệnh ấy, thì như Jelly cũng nói thì là nó có một cái áp lực rất là lớn. Không phải chỉ là vấn đề là mình có đi đâu được hay không. Cái vấn đề đấy nó quá nhỏ bé, nó quá cá nhân. Mà thực sự là
cái vấn đề nó lớn hơn là nó tác động rất là nhiều đến 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 những người thân của mình, ngoài bản thân mình. Đôi khi có thể nói rằng là COVID nó giống như là một cái phép thử đối với rất nhiều người. Xung quanh đã có những cái cuộc chia ly diễn ra, những cuộc chia ly vĩnh viễn, đấy là kẻ còn người mất. Di Ly cũng có người thân là người bác ruột, người rất là thân thiết đã mất vì COVID. Và thực sự là đây là một cái bước ngoặt đối với rất là nhiều người. Trong đó thì không ngoại trừ thì mình cũng có những cái ảnh hưởng, những cái thay đổi rất là lớn đến cuộc đời mình. Ngoài lý do đấy ra thì cũng có những người mà vô cùng thân thiết là bị ảnh hưởng với cái điều này. Đặc biệt là Zili có rất là nhiều bạn bè ở Ấn Độ, và có những người không bao giờ mình được gặp lại nữa. Thế cho nên là thực sự là những cái lời cầu nguyện đến cho bạn bè, cho người thân, cũng như là tất cả mọi người nói chung, là những điều mà mình luôn thực hiện hàng ngày. Và chỉ mong rằng là cuộc sống bình thường sẽ sớm quay trở lại, để Zili được gặp lại những người thân, những bạn bè, chứ không phải là cái chuyện là để mình đi chơi cho thỏa chí tăng bồng đâu. Từ góc nhìn của chị thì chị suy nghĩ và nhìn nhận ra sao về những mất mát xảy ra rất gần và ngay bên cạnh mình như vậy? Ban nãy Zili cũng chia sẻ là khi đứng đối diện với nóc nhà của thế giới thì Zili hiểu rằng là không có cái gì là vĩnh viễn cả. Cho nên là có những cái điều mà sẽ xảy ra với tất cả chúng ta, nhưng mà chỉ là trong thời điểm nào đấy mà thôi. Mình luôn nghĩ rằng là trong hoàn cảnh dịch bệnh, mình còn được ngồi đây, còn được hít thở không khí, còn được bình yên. Bởi vì cũng không biết là dịch bệnh sẽ diễn ra đến bao giờ và sẽ xảy ra điều gì nữa. Thì cho đến bây giờ như thế này cũng đã là hạnh phúc. Zili quan niệm hạnh phúc nó đơn giản lắm, đơn giản như vậy thôi. Vậy còn về Ấn Độ thì sao? Bởi vì chị đã dành hơn một nửa cuốn sách, hơn một nửa số trang viết của cuốn sách Cô đơn trên Everest để chia sẻ về suy ngẫm của mình khi mà đến với quốc gia này. Ấn Độ là một vùng đất rất là linh thiêng. Zili đã trải qua những một cái chuyến đi có thể nói rằng là rất là gian truân, rất là vất vả và khốc liệt khi mà đến những vùng đất liên quan đến Đức Phật, nơi Đức Phật sinh này, rồi nơi Đức Phật nhập Niết Bàn này, rồi nơi Đức Phật đã giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề. Và ở tất cả những nơi đấy thì thực sự là mới chứng kiến được những rất là nhiều những người mà sùng đạo từ khắp nơi trên thế giới. Thì cũng có một cái điều mà có thể cũng thấy là khá là kỳ lạ, và cũng có điều một chút nuối tiếc là người dân Ấn Độ thì cũng không theo đạo Phật nhiều. Cho nên là những cái người mà hành hương thì lại là đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Cụ thể là chị thấy điều này đã dẫn tới những cái đáng tiếc như thế nào ạ? Chúng ta không thể so sánh là tôn giáo nào thì hơn tôn giáo nào. Nhưng thực ra bởi trong Phật giáo ấy, nó có cái tính giáo dục, tính nhân văn, tính triết học rất là cao, và mà chúng ta có thể ứng dụng. Và Zili nghĩ rằng là nhiều người thì cứ nói rằng là theo đạo Phật, nhưng mà đôi khi là họ hiểu sai. Chúng ta không phải là cứ đi lễ chùa, ta chắp tay vái, chúng ta cầu xin thì đấy là theo đạo Phật đâu. Mà chúng ta phải hiểu được cái giáo lý của nhà Phật. Bởi vì giống như là Zili đi lễ chùa thì chỉ tìm một cái sự thanh thản, cái sự bình yên thôi, cái cảm giác đó. Còn Zili không có xin cái gì bao giờ cả. Bởi vì là mình nghĩ rằng là cái điều gì mà mình muốn nhận được ấy là mình cần phải có một cái sự trả giá. Nghĩa là giống như là bạn muốn đạt được kết quả tốt trong học tập thì bạn phải ngồi học thôi, chứ không có cái chuyện là tự dưng là mình xin để mình được điểm cao. Thì điều gì trong cuộc sống cũng như vậy. Nếu bạn cầu xin sức khỏe thì bạn phải tập luyện, bạn phải sinh hoạt lành mạnh,
bạn phải có rất là nhiều những cái biện pháp để chăm sóc sức khỏe, chứ không sức khỏe không tự nhiên mà đến. Bởi vì đây cũng là một cái mà một cái triết lý Phật giáo mà mình phải hiểu rằng là không có tự nhiên, mà trời cho không mình cái gì cả. Thế thì đấy là cái hiểu sai cơ bản nhất của những người mà họ đi lễ, thì họ không hiểu được cái điều đó. Thế cho nên là cái sự xin cầu như vậy đôi khi nó lại thiên về cái vấn đề mê tín, chứ nó không phải là tôn giáo nữa rồi. Có một cái điều mà thực sự là mình cũng rất là đau đáu là ở những cái vùng đất mà những cái xứ sở mà tôn giáo mà phát triển mạnh, nhưng phải ở cái mức độ là người dân ở đó phải được giảng, được nghe, được giảng về những cái giáo lý đó, thì họ mới có thể thực sự là sống thiện được. Chúng ta có thể thấy là có những cái nơi mà dù là đạo nào, nhưng mà người dân ở đó ấy, người ta được nghe giảng đạo rất nhiều ấy, thì người ta sống rất khác. Chỉ cần tiếp xúc thôi, chúng ta chỉ cần qua câu chào hỏi, cách nói chuyện vài câu đã thấy người ta khác rồi. Mình nghĩ rằng là nếu như mà người dân Ấn Độ ấy, mà họ giữ được Phật giáo, giữ được lâu hơn, giữ được cho đến bây giờ, mà được phổ biến rộng rãi hơn, thì thực sự là nó cũng sẽ có một cái rất là nhiều những cái nhận thức tốt hơn và giúp ích nhiều hơn cho họ trong cuộc sống. Nếu như ở cuốn sách Cô đơn trên Everest được nhà văn Zili xuất bản gần đây, thấy ở đó tinh thần Phật giáo đậm nét, thì tinh thần này cũng đã được gần như là đều được xuất hiện thấp thoáng trong rất nhiều các tác phẩm từ trước đến nay của nhà văn rồi. Không biết là cái cơ duyên gặp gỡ giữa chị và Phật Pháp như thế nào? Có những điều ấy mà sau này Zili nghiên cứu Phật giáo này, rồi thấy những người đi học Phật Pháp ấy, về họ chia sẻ các thứ, thì mình nghĩ là trước đây mình cũng vẫn làm như thế rồi. Sau đó thì bắt đầu là dần dần mình nghiên cứu. Thứ nhất là mình thích cái tính triết học của Phật giáo. Triết học là một môn học mà Zili rất là yêu thích. Và trong các trường phái triết học thì Phật giáo được đứng riêng là một cái đơn vị độc lập. Và cái triết học Phật giáo ấy, nó là hẳn là một nhánh luôn. Thì thứ nhất là Zili thích cái tính triết học ở đó. Mình nghiên cứu dựa trên cái triết học. Zili cũng thấy rằng là gì? Cái triết học Phật giáo là có thể là nói là uyên bác nhất. Và khi mà ra đời trước Công Nguyên ấy, giữa một cái cực kỳ uyên thâm mà giảng cho một cái tầng lớp mà đều là không biết chữ, thì bây giờ phải nói như thế nào để cho họ hiểu? Thế thì đôi khi là chính vì vậy thì là có những cái cách giảng, mà cái cách truyền đạt nó thô sơ đến mức là ví dụ như là một người nào đấy mà đi đường mà bị tai nạn gãy chân chẳng hạn, thì sẽ có người bảo là bạn bị gãy chân bởi vì kiếp trước là bạn bẻ chân người khác, cho nên kiếp này bạn bị gãy chân. Đây cũng là suy nghĩ phổ biến đấy. Phổ biến đấy. Dạ. Thì cái cách này cũng không sao. Nó để cho người ta hiểu theo cái cách đấy, thì để người ta thứ nhất là nó được an ủi. Nó có một cái giá trị nó xoa dịu, an ủi bản thân mình, khiến mình thanh thản hơn. Thứ hai nữa là thôi thì mình tránh làm những cái việc thất đức, để mình tu tập ở kiếp này và kiếp sau để mình hưởng phúc. Thế này đấy là điều tốt thôi. Mặc dù là cái cách truyền đạt thì nó rất là thô sơ và bản chất nó không phải như vậy. Cho nên là, và những cái người mà ở cái mức độ mà giác ngộ cao hơn ấy, thì người ta sẽ hiểu là gì? Cái quả và cái nhân ấy, nó không phải thô sơ thế đâu. Chúng ta nghe đến cái lý thuyết là một cái con ruồi đập cánh ở bên kia bán cầu có thể gây ra một trận bão ở nửa bán cầu bên này. Nghĩa là cái domino ấy, vâng, là chúng ta không thể nào mà chúng ta hình dung, không một nhà khoa học nào có thể vẽ ra được cái quy trình mà nó khiến một cái cú đập cánh của con ruồi bên kia bán cầu mà làm ra gây một cái trận bão bên này. Thế thì cái nhân quả nó cũng như vậy thôi. Cái nhân quả nó cũng không phải giống như ta bán phở, là một cái bát phở ta được ngần này tiền, ta thu lại ngay trong ngày hôm nay được bao nhiêu. Cho nên là giống như là bạn thấy một túi tiền ấy, thì bạn biết chắc là nếu có người nhìn thấy thì
có người mà tố giác bạn thì bạn sẽ vào tù cho nên bạn sợ bạn không làm. Chẳng qua là vì ta sợ là bị trừng phạt. Thôi còn thực ra cái tâm ta là vẫn muốn làm điều ác. Nhưng đây chẳng qua ta sợ thôi. Như vậy nhưng mà nó khác, cùng là cái hai người không lấy túi tiền nhưng bản chất nó khác nhau. Một người không lấy túi tiền đó không làm điều ác bởi vì anh ta sợ bị trừng phạt. Còn một người dù có bị trừng phạt hay không anh ta không bao giờ làm. Bản thân anh ta không bao giờ làm điều ác. Đấy là cái điều mà là tư duy của anh ta. Nhận thức. Và giống như là nhiều người làm từ thiện là để nghĩ mình tích phúc. À thế nếu như mà chẳng qua là bạn muốn tích phúc cho bạn thì bạn mới làm. Nên nếu bạn không được tích phúc, bạn không được thưởng thì bạn không làm à? Bạn không giúp người khác à? Còn nếu như cái người mà có tâm tốt thực sự thì cùng là cái việc mà người ta làm việc tốt là được phúc, được thưởng, được ban tặng hay không, họ vẫn làm chứ. Họ làm không vì cái gì cả, không vì bản thân họ, chỉ vì họ thôi thúc, họ muốn làm điều tốt. Thì đấy là hai cái rất là khác nhau. Mà ở một cái bậc nhận thức nào đấy. Thực ra ấy, nếu như mà để mà giảng pháp mà ở một cái mức độ uyên thâm như vậy, nó rất là phức tạp, rất là rắc rối, mà không phải ai cũng hiểu được. Thì cái người truyền đạo người ta có thể nói một cách đơn giản hơn, thì vẫn đi đến kết quả cuối cùng là để cho người ta tránh làm điều ác và làm điều thiện thì thôi cũng được. Và con người thì cũng có nhiều mức độ. Thì đấy là cái mà mình nhận thức được cái điều đấy thì cũng chưa không cần phải có một cái sự nghiên cứu nào cả, mà bản thân thì mình thì là vẫn làm như vậy. Và mình thì cũng làm cái tạng tự nghiên cứu, và đôi khi mà mình cũng tự giác ngộ. Và có những cái điều mà từ nó là bản năng, nó là bẩm sinh, mình đã hành động như vậy rồi. Như nhà văn chia sẻ là dường như bản thân mình luôn luôn có cái trăn trở soi chiếu lại chính bản thân mình, và từng chút một, không biết là những cái điều đó như là để nuôi dưỡng, để trở thành một nhà văn di ly, có những tác phẩm tạo dựng được thương hiệu như bây giờ, thì cái sở thích viết văn này nó sẽ được nuôi dưỡng từ bao giờ hả chị? Thực ra thì di ly là người thích đọc sách, và nói chung là một nhà văn thì cái điều kiện tiên quyết là họ phải thích đọc sách. Silly không nghĩ rằng là có người nào không thích đọc sách mà họ viết được. Bởi vì họ làm gì có đầu vào, họ không đi đường trường được. Bởi vì chúng ta có thu nạp được cái gì đâu mà chúng ta có cái đầu ra. Cho nên là đọc sách là một cái sự, nó ngoài là cái niềm đam mê thì nó cũng bồi dưỡng cái trí tưởng tượng. Đặc biệt là nghề viết văn thì yêu cầu là có một cái trí tưởng tượng rất là lớn. Cho nên là có thể là từ bé thì mình thích đọc sách, mình biết đọc từ từ năm 4 tuổi mà. Cho nên là 4 tuổi là đã đọc sách rồi. Thể loại khi đó chị yêu thích là gì? Từ lúc biết đọc đến giờ là chỉ có đọc trinh thám ngoài đấy. Trinh thám hoặc là những cuốn sách là mang tính nghiên cứu. Ngày xưa là bố mình có một cái tủ sách rất là lớn, là thể loại sách gì ông cũng có, mà ông toàn mua sách cũ về. Thế thì mình hay tần mần đọc tất cả các loại sách, mà hồi tiểu học ấy cũng đọc sách, tất cả các loại sách nghiên cứu. Nhưng mà đọc xong thì có chỗ hiểu, có chỗ không. Có thể là từ lúc đấy là mình đã có một cái thiên hướng là viết lách từ hồi nhỏ. Vâng. Chị đã tiếp cận với những cuốn sách so với lứa tuổi khi đó là khó nhằn. Nhưng mà có lẽ đó là những cuốn sách trong tâm khảm của nhà văn Zili lại gợi lên những cái câu hỏi khiến cho mình sẽ phải suy nghĩ, tìm tòi, thay vì những thể loại sách giải trí mà đa phần mà các bạn tuổi đồng trang lứa khi đó vẫn hay đọc ạ. Thực ra ấy, thì hồi đấy ấy, cứ thấy chữ là đọc, cũng không đến mức là mình đọc Hàn Lâm gì đâu, cứ thấy chữ là đọc, đọc cả Ngôn Tình, sách giấy đen đi thuê chuyện về đọc, đọc tất. Cái lúc đấy là đọc vô thức, đọc vô thức, đọc không chọn lọc, thấy gì đọc đấy. Nhưng mà sau này thì đã bắt đầu là mình đọc chọn lọc hơn. Và càng ngày thì mình càng thiên về các loại sách nghiên cứu nhiều hơn. Khi ngồi trên ghế nhà trường, chị có phải là học sinh giỏi văn không? Không. Mình chưa bao giờ là học sinh giỏi văn hết. Từ khi nào chị nhận ra mình có năng khiếu và sở thích về viết văn? Hồi đó là hình như là năm 98, năm 98, 99 gì đấy. Thì lúc đấy là mình mới viết một cái chuyện ngắn đầu tay. Sau đó mình gửi đến báo Học Trò. 3 ngày sau được đăng. Lúc đó mình nghĩ là thế là mình cũng viết được. Từ đấy thì mình viết. Nó thực sự nó là định mệnh đấy. Giống như là ông trời đặt bút vào tay mình. Vâng.
con đường cũng thú vị chứ nhỉ? Bởi vì có lẽ là nhiều học sinh giỏi văn khi ngồi trên ghế nhà trường, khi mà học xong thì chưa chắc đã trở thành nhà văn. Nhưng mà với trường hợp của chị Zili đấy ạ, khi còn đi học thì không phải là người đạt điểm cao ở trên lớp về môn văn học, nhưng mà sau này thì lại thành công với chính những trang viết. Có thể là ngày xưa ấy thì cô giáo hay bắt viết theo cái văn mẫu. Thế mà cái văn mẫu thì mình nghĩ là viết như thế này nó chẳng hay. Thì mà bây giờ mà con gái mình mà nhờ mình làm văn mình có làm được đâu, không làm hộ được. Bởi vì cái văn mẫu thì là mình chịu. Nếu mà cứ làm theo cái văn mẫu như vậy thì có thể là mà được điểm cao theo đúng cái khuôn mẫu như vậy thì có thể là nó triệt tiêu cái tính sáng tạo của mình. Và dường như ngay từ nhỏ chị đã kiên định và làm theo những gì mà mình muốn. Đúng, từ nhỏ là mình đã có một cái kỹ năng tự ra quyết định và mình luôn quyết định cái gì mà mình thấy đúng chứ không phải là do người khác bảo thế là đúng. Và từ nhỏ đã như vậy và cho đến bây giờ thì vẫn vậy. Sung sức trong sáng tác, nhà văn Zili được biết đến là một cây bút viết nhiều và viết rất nhanh. Ở thể loại nào từ trinh thám, du ký, tiểu thuyết cho đến truyện ngắn, nữ nhà văn sinh năm 1978 cũng để lại dấu ấn riêng biệt. Đến nay, Zili đã xuất bản nhiều đầu sách thuộc nhiều thể loại, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, phóng sự, truyện dịch, giáo trình. Mỗi tác phẩm của cô đều để lại những màu sắc rất riêng biệt. Những tác phẩm văn học nổi bật của Zili phải kể đến như Tầng Thứ Nhất, Điệu Van Địa Ngục, Bảy Ngày Trên Sa Mạc, Đảo Thiên Đường, Trại Hoa Đỏ, Chiếc Gương Đồng hay mới đây là Cô Đơn Trên Everest. Trong các tác phẩm của Zili, những hình ảnh chi tiết và triết lý Phật giáo xuất hiện ngày càng dày đặc trong các tác phẩm. Yêu thích nghiên cứu về Phật giáo, hiểu về những giá trị mà đạo Phật mang lại, Zili thấy nhãn quan của mình trở nên sáng như sự tự mở con mắt thứ ba để có thể soi dọi tất cả những điều mà mình vẫn thấy hàng ngày nhưng ở một chiều kích khác. Với Zili, chất Phật giáo thẩm thấu tự nhiên từ cuộc sống vào từng câu chữ, chứ không phải là sự cố ý đưa các triết lý, tư tưởng Phật giáo vào để làm sang trọng tác phẩm. Và song hành với công việc là làm nhà văn thì trước đấy được biết là chị Zili cũng đã từng trải nghiệm qua nhiều công việc khác nhau nữa cơ. Từ hồi sinh viên thì mình làm rất là nhiều việc, làm gia sư rồi đi làm tour guide này, rồi là đi làm marketing này, làm phòng kinh doanh này. Thế rồi dạy học, viết báo, dịch thuật, viết văn, làm quan hệ công chúng. Đến bây giờ thì cũng bớt việc đi rồi, nhưng mà cũng vẫn duy trì rất là nhiều công việc. Vâng, trong số những công việc đó thì tôi thấy hiện nay chị vẫn đang là giảng viên ở một số trường đại học để chia sẻ với các bạn trẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, truyền thông, quan hệ công chúng ạ. Công việc này của chị có chiếm nhiều thời gian không ạ? Thực sự là dạy học cũng chiếm một số thời gian, không quá nhiều bởi vì nó vẫn dành cho mình một cái quãng thời gian. Nhưng mà đấy cũng là một cái công việc yêu thích bởi vì là mình có thể chia sẻ với sinh viên rất là nhiều điều. Thực ra là sinh viên ngoài kiến thức thì họ cũng thích học những cái mà đôi khi là bố mẹ họ không truyền đạt được cho họ. Và có thể một số thầy cô giáo khác không truyền đạt những điều thì mình có thể truyền đạt. Vâng, và rõ ràng là trong xã hội hiện đại ngày nay, quan hệ công chúng thì lại ngày càng phát huy vai trò của nó. Quan điểm của chị trong cái lĩnh vực giảng dạy bộ môn này như thế nào? Cái việc mà thôi thúc mình làm, viết sách, đi dạy cái môn đấy là vì mình thấy là đôi khi là công chúng hiểu sai về cái nghề đó có. Bản thân cái từ quan hệ công chúng ấy, nó rất là rõ rồi. Đây là cái nghề mà tạo dựng mối quan hệ tốt với công chúng, thế thôi. Zili trong cái quá trình dạy ấy, thì cũng luôn áp dụng cái triết lý của Phật giáo vào trong cái việc giảng dạy. Bởi vì là không gì ngoài cái quan hệ đó, cái quan hệ giữa người với người, đấy chính là quan hệ công chúng, là ra quan hệ giữa người với người. Zili luôn luôn sinh viên là trong cả quá trình học cũng như là từ giờ đến hết cuộc đời mình, các em phải luôn luôn nhớ đến cái quan hệ, mối quan hệ là win-win. Bởi vì chúng ta đôi khi chúng ta thường nghĩ lợi cho chúng ta nhiều quá, chúng ta quên đi cái lợi của người khác, mà đáng nhẽ là chúng ta phải nghĩ cái lợi cho người khác trước tiên thì mình mới có được cái lợi ích của mình. Thì trong cái môn quan hệ công chúng ấy thì mình cũng áp dụng cái triết lý đó, cái chân lý đó,
là chúng ta phải cho đi nhiều hơn nhận lại thì chúng ta mới có nhiều quan hệ tốt. Cho nên là những người làm kinh doanh, những người của công chúng ấy, nếu như mà họ nghĩ nhiều hơn đến công chúng thì công chúng sẽ cho trao trả lại họ thôi. Chứ còn nếu như mà họ chỉ nghĩ về họ trước tiên ấy, họ nghĩ đến lợi nhuận, họ nghĩ đến danh tiếng của họ, nhưng mà họ không đặt công chúng lên đầu ấy, thì thực ra thì đấy là một cái mối quan hệ nó sẽ không bền. Công chúng người ta thông minh mà, cho nên cái triết lý cho đi nhiều hơn nhận lại thì đôi khi là nhiều người không hiểu kỹ về cái chân lý này. Nghĩ là làm như thế là dại, nghĩ là Phật giáo dạy mình toàn cái dại, dạy mình toàn cái nhẫn nhục, phải tranh đấu cơ mới là phải giành giật cơ mới là hay, mới là khôn ngoan. Học theo cái điều đấy là Phật dạy thế là dạy con người cái điều ngớ ngẩn dại rồi, không phải. Đấy là dạy điều khôn, chẳng qua chúng ta chưa hiểu hết, chúng ta chưa hiểu hết chân lý. Cho nên là để tạo một cái mối quan hệ bền vững nó thì Zili trong cái quá trình giảng dạy thì cũng áp dụng rất là nhiều những cái triết lý của Phật giáo vào trong đó. Vâng. Bởi vì là Zili nghĩ rằng là Phật giáo nó có hai cái rất là đáng quý. Một là cái tính triết học rất là uyên bác, mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì nó như là lạc vào một cái vùng đất mà khám phá mãi không hết ấy. Chúng ta nghiên cứu mãi không bao giờ hết được đạo Phật cả, bởi vì là nó vô tận lắm. Cái thứ hai nữa, nó là một cái rất là đời thường, đấy là Phật giáo dạy cho chúng ta những kỹ năng sống. Ví dụ như là ở một ngôi chùa trên Tây Tạng thì có một cái hoạt động mà rất là thú vị, mà thu hút rất là nhiều du khách. Đấy là cái cảnh mà cứ buổi sáng là các sư tranh biện với nhau, động tác mà rất là khua chân múa tay, mà đấy là độc nhất vô nhị trên thế giới, và tranh luận những cái giáo lý nhà Phật thôi. Đó dạng là giáo lý nó ghi trong sách, trong Phật pháp rồi, mà các sư vẫn ngày nào tranh luận mãi không có ra kết quả ngã ngũ nào. Và tranh luận đó chính là một cái cách học là các sư sẽ nhớ lâu hơn. Thứ hai nữa là gì, là sẽ luyện được cái cách để phản biện. Điều này là phát triển cái khả năng tranh biện, tranh luận, phản biện của các nhà sư. Và thứ ba nữa là nó luyện được cái sự tỉnh táo, sự kiềm chế. Mà tranh luận này hay lắm, là các động tác của các nhà sư là như kiểu kích động nhà sư kia, tức không chịu được. Và khi mà bạn tức ấy, và bạn sẽ không thể nghĩ ra được những cái tinh thông quan điểm nữa, lập trường riêng. Thế là bạn sa đà và rất là luẩn quẩn, và cuối cùng bạn bị thua. Nếu mà như thế là thua cuộc đó, thì đấy là những cái mà Phật giáo là luyện cái kỹ năng sống rất là tốt. Rất nhiều kỹ năng sống chúng ta có thể học được, những cái thái độ sống và kỹ năng sống chúng ta học được ở đó, chứ chúng ta chả cần phải mua sách nào cả, trong Phật giáo là có hết. Vâng, rất là hay, bởi vì ví dụ vừa rồi của nhà văn Zili cũng đã giải đáp cho câu hỏi của nhiều người khi mà muốn tìm hiểu về Phật Pháp. Vì bạn biết rằng là theo Phật Pháp thì chúng ta cũng sẽ trưởng thành hơn, có được nhiều điều bổ ích. Nhưng mà mọi người sẽ băn khoăn là thế học như thế nào, học đến bao giờ thì được, học đến bao giờ thì tôi mới hiểu ra đây. Zili có một cái hoạt động mà không biết là có nhiều người giống mình hay không. Đấy là một ngày mình dành rất nhiều thời gian cho tư duy, thường là vài tiếng đồng hồ trong ngày. Nó diễn ra là một là trong lúc mà chủ yếu là trong lúc mình nấu ăn ấy, hay mình làm việc nhà ấy. Lúc đấy chị sẽ một mình. Đúng rồi, cái công việc đấy thì nó cũng rất là thú vị, bởi vì khi làm nó không hề đơn điệu, nó cũng không hề vất vả, bởi vì khi đó là mình, đúng rồi, mình đang thiền động, nghĩa là đầu tay thì mình làm, bởi công việc đó nó không cần phải nghĩ nữa. Còn đầu mình sẽ tư duy đến những cái khác. Mà một ngày mình phải làm vài tiếng việc nhà như vậy, thì mình cùng lúc mình làm được hai việc. Một là luyện chân tay giống như tập thể dục, nó cũng thú vị. Hai là não mình tập thể dục theo. Đấy là bắt đầu mình tư duy về mọi vấn đề. Những cái mình đang nói đây, những cái chiêm nghiệm mà mọi người cứ rất nhiều người hỏi là thế bạn đọc cái này ở đâu cái kia, thì thực ra nó là do tư duy. Tư duy thì nó không phải là một sớm một chiều, mỗi ngày nó phải vài tiếng, và trong cả cuộc đời mấy chục năm thì cộng vào nó rất là nhiều. Trước khi đi ngủ này, hoặc là
Có thể là những cái lúc mà kẹt xe trên đường này, những cái lúc mà phải chờ đợi ai đó này, những lúc mà ngồi phòng chờ sân bay hay trên máy bay, thì những cái lúc mà đầu óc nhàn rỗi thì đấy là những cái lúc mà rất là hiệu quả. Và trong cái quá trình đó thì những cái là mình lật đi lật lại vấn đề, mình có thể đưa ra, mình nghĩ ra một cái định đề mới, và mình lật đi lật lại, và mình tìm kiếm ở trong trong óc những cái trải nghiệm để mình chứng minh cho cái đó là đúng. Và tất cả những cái đó thì trong cái đó là một cái bài tập thể dục cho não, thì mình làm việc đó là thường xuyên. Đấy là một cái công việc thực sự yêu thích, một ngày là luôn luôn có vài tiếng để tư duy. Hoặc là khi mà chạy bộ trong phòng tập gym này, mọi người cứ bảo là chạy bộ là trong phòng tập gym là cái môn chán nhất, là nó monotone mà nó đơn điệu mà nó buồn lắm. Mình cũng chả thấy buồn, bởi vì trong lúc chạy bộ 40 phút thì mình lại tư duy một cái vấn đề mới, có thể một ý tưởng, một câu chuyện mới, hay là một cái vấn đề hoàn toàn mới. Vâng. Cảm ơn nhà Vasily đã chia sẻ những câu chuyện rất đời, rất gần gũi từ những góc nhìn, từ những trải nghiệm của chính chị để cho chúng tôi được hiểu hơn. Và quan trọng hơn hết là chúng tôi cũng có thể thấy mình ở trong đó để có thể cũng từ đó chiêm nghiệm, tư duy nhiều hơn và tìm ra những cái lối đi phù hợp với chính bản thân mình. Và trước khi tạm biệt khán giả của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời, có thể chia sẻ nhiều hơn về những cái dự định, những cái tập trung của chị ở thời điểm này, để sau đó có thể sẽ hứa hẹn thêm những cái sáng tạo mới để chúng tôi chờ đợi. Zili đang viết một cái bộ đôi sách về văn hóa người Việt, và sẽ có thể là sẽ phát hành trong năm tới đây. Cũng như là song song cũng viết một cái cuốn tiểu thuyết thứ ba, một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Và thực sự là cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian lắng nghe cuộc trò chuyện của Thùy Linh ngày hôm nay cùng với khách mời của chương trình, nhà văn Zili rất xinh đẹp, tài năng, và quan trọng hơn hết, chị luôn luôn giàu đam mê, tâm huyết và luôn luôn không ngừng nghỉ trên hành trình hoàn thiện bản thân mình. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục hẹn gặp lại nhau trong những cuộc gặp gỡ thú vị tiếp theo trong chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời.